Rồi Phương xin kính chào quý anh chị cô chú đã quay trở lại với kênh Phương Cá Vlog. Lời nói đầu tiên cho Phương xin gửi lời chào và chúc sức khỏe đến quý anh chị cô chú. Chúc quý anh chị cô chú ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Bây giờ là Phương đang đứng đây, quang cảnh của trạm Phương đây. Đó, trạm Phương nằm bên đó. Rồi quý anh chị thấy không? Xung quanh đó là ao ra vườn tược rồi nè, vườn tược người ta trồng rau muống đồ đó, trồng rất là nhiều rau, muốn ăn rau gì cũng ra đây là cũng có hết. Đó. Trước mặt ra thì là con kinh nước này nè, rất là nhiều môn, môn nè. Đó, rồi cỏ, có mấy cây bình bát nữa, rất là nhiều cây. Đó. Thì thấy chưa? Bây giờ là Phương nhận một cục điện thoại của một người quen, người này rất là quen. Là cái người này là chỗ mà Phương nhận hai bé chó dẫn con á. Đó. Người ta kêu Phương nói là thôi Phương ơi lỡ rồi thì con giúp cô nhận luôn bé cho mẹ đi. Đó. Rồi nên Phương phải đi. Cuối cùng thì mẹ con được đoàn tụ. Đây là hành trang của Phương này. Bé chó mẹ nó thì cũng không có lớn, nên đựng cái vỏ này đủ rồi. Mà tận Bến Tre Sương rồi. Nó gì thấy buổi chiều à. Này là buổi chiều nha. Buổi chiều cảnh đồng quê rồi. Đẹp không? Yên tĩnh không? Quá yên bình, quá là đẹp luôn. Đó. Vườn rau là đang trái rồi nhiều lắm. Vừa chuối rồi. Thôi Phương lên đường đi nhận bé ở đây. Mọi người chờ xem. Mọi người xem, mọi người nhớ đăng ký kênh giúp Phương nha. Kênh Phương còn 41 người đó là đủ 1.000 sub. Cái giờ coi thì còn tới mấy trăm giờ nữa. Mà mong mọi người coi hết clip giùm Phương đi để cho nó kéo cái thời gian coi clip được lên nữa. Nó 4.000 giờ mới đủ. Mà Phương mới có 3.100 người à. 3.100 giờ rồi. Là còn tới 900 giờ nữa. Rồi mọi người cố gắng giúp Phương nha. Giúp Phương coi hết hết clip đi. Để kéo thời gian xem cho nó nhiều nhiều xíu. Để kênh của Phương được phát triển, được bật kiếm tiền. Rồi Phương giờ Phương đi với đón bé đây. Xin chào mọi người. Rồi bây giờ là Phương đến chỗ để nhận cái chó đây. Quá xa. Đây. Chó cha. Chó cha đây. Cái đồng mày đừng có vừa không ạ. Để vô á. Đó, cho mẹ đó. Vậy là mình còn hai chó. Rồi giờ là chào bé nó về rồi. Mẹ mày về dưới gặp hai đứa con mày dưới kìa. Về cho nó gặp hai đứa con á. Cho nó bú luôn được không? Hả? Cho mẹ con nó ở chung mà. Hai con nó mấy nay con mua sữa thú y cho nó uống không á. Bỏ bình cho nó bú. Đúng không? Bú. Xong đỡ vô trong cái dĩa nó thơm cho nó uống. Không. Bơm á. Có cái bình sữa. Cho nó ăn chưa? Chưa. Nó còn nhỏ. Ăn rồi mà. Trời cho ăn sớm quá nó hư đường ruột nó. Rồi giờ bé nó về nha. Thôi Phương tranh thủ về đây để chờ trứng mưa. Đây có cái sồi trái nhóc luôn. Quá trời trái luôn. Cái sồi thì bên đây cái ổi nữa. Ổi quá trời trái luôn. Rồi, lắm được.
Trời ơi nó ỉa ơi. Trời ơi, bản thân là đi cứu hộ mà cuối cùng phải nhờ người cứu hộ khác nữa nè. Đó, bây giờ anh em nó chở cái thùng này qua để mà chở bán nè. Cái vỏ kia nó quậy banh cái dây kéo luôn rồi, hư cái vỏ luôn. Nên là phát hiện kịp, không phát hiện kịp là bé nó nhảy dọc đường là nguy cơ nữa rồi. Quậy quá quậy. Cái điện cho anh em chạy ra dọc đường đổi cái thùng chở bé nó về. Đây bé đó nè. Đó, bé đó đó. Nói gì thấy chưa? Gần tới chạm rồi đó. Quậy quá quậy. Đây, giờ bé nó về tới đây. Đó, về tới nhà. Còn nè, con mực này ở Tân Sơn ha, Tân Sơn nè. Hóc một. Thôi mệt. Rồi bé về nhà nè. Lên nè, lên mẹ con đi. Nè, hai mẹ con. Đó, mẹ con đó. Ở đây nó đi chờ nó quên mẹ luôn rồi. Ra đây con. Ra đây. Nó bé đó. Rồi, chạy vô nhà đi. Rồi thôi clip dài cho Phương Trinh dừng ở đây. Hẹn mọi người đến sau nha. Đó. Chui nằm vậy đó. Mấy bé nó mới vừa được uống hết ga rồi. 13 hộp của chị Hanna Đạt hỗ trợ cho Phương. Clip dài cho Phương xin dừng clip đây nha. Hẹn mọi người ở clip sau. Mọi người xem nhớ cho Phương một like, một chia sẻ, một bình luận nha. Xin cảm ơn mọi người.